Hai cô chú ơi, hiện tại bây giờ đang rất là sớm, chỉ có 10 giờ rưỡi sáng thôi mà chay đã tung tăng rồi nè cô chú. Trời ơi, cô chú thấy chay bữa nay sao? Nay lại là một được một ngày đẹp trời nữa cô chú. Trời ơi, coi cái mặt cái đầm dễ thương ghê chưa. Vũ công, quay lại chơi chụp tấm hình cái Vũ công. Vũ công, chay, quay lại mẹ chụp tấm hình nữa coi. Rồi đó, cười thấy chưa, quay quay lại mẹ chụp tấm hình. Quá dữ luôn. Vũ công đi đâu á? Vũ công đi chơi trà hả? Kéo áo xuống. Trời ơi gió nữa, này là nghe tiếng gió nữa rồi nè. Mát quá, mát quá. Vô mắt không? Cho mắt, vô mắt trăng thanh không? Gì con? Tính đi đâu? Giờ con tính đi đâu? Trời ơi, coi kìa, coi coi mẹ kìa, trời ơi không? Vô trong đó làm gì vậy? Coi chừng con rắn nha. Con chó đâu? Con chó chỗ nào đâu? Hả? Chó chỗ nào đâu? Hù đâu? Cái gì à? Cái gì à? Đi đâu á? Ra đây con. Ra đây, ra đây. Đi đây. Đúng rồi, bước lên tấm đan nó đi đàng hoàng. Đúng rồi. Nó nghe nè, bây giờ đi ra thuyền mình chơi không? Đi ra thuyền mình chơi không? Không hả? Đi ra thuyền chơi không? Đi ra thuyền chơi đi con. Đi ra thuyền chơi. Ừ. Ừ, ừ dữ chưa? Dữ chưa? Đúng rồi. Làm sao? Dính gì, dép dính gì? Đi đường thẳng đi, đi đường thẳng đi. Đi thẳng, đi thẳng. Ra thuyền chơi nè, ra thuyền chơi nè. Ra thuyền chơi. Ra thuyền kia kìa. Đi đi ra thuyền chơi. Trời ơi nha, cô chú thấy em đi không em? Ê, 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 rớt dép mẹ, rớt dép mẹ. Lật lên cho mẹ, bỏ vô cho mẹ lại lên. Mang vô, mang vô, bỏ xuống mang vô cho mẹ đi. Trời đất ơi, mang vô cho mẹ. Nè, mày xu vậy, tự nhiên không đưa tôi xu trời. Ôi, trả dép, trả dép. Bạn Hiền, bạn Hiền, bạn Hiền. Trả dép đi bạn Hiền ơi. Bạn Hiền, bạn Hiền. Đây không trả dép mẹ phải không? Mày 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 đi về nha. Trả dép cho mẹ. Bơi, người ta có người ăn cắp dép. Bơi, người ta có đứa ăn cắp dép. Bỏ xuống. Xu đúng rồi. Nó cầm lên nó. Trời, coi kìa. Có được không? Có được đài không? Bà trận dễ sợ bà trận gì. Shoe đâu? Shoes. Thôi con đi đó đi, ngày mày đi ra thuyền chơi nha. Đó, cô chú thấy nó chưa? Nó đứng tuốt bên kia kìa, và kêu nó đi ra thuyền chơi đó. Ra thuyền chơi nè, lại lên.
Đi ra đây. Về đây. Không đi, mẹ đi à. Đúng rồi. Đi thẳng, đi thẳng. Đi đâu trời. Trời ơi, nó lại chiếc xe hơi của nó đó. Trời đất ơi, đó, xe của mẹ đó. Trời đất ơi. Rồi giờ lên xe kia, đi lên xe đó. Trời đất ơi, được đời không? Lại xe mình đó hả con? Ờ, kỳ đâu, lấy trái kỳ nè. Trời đất ơi, biết xe của mẹ nó đó. Hái là kỳ. Hái vừa đi. Chay đâu rồi, đi kiếm chay nữa kì. Rồi lên thuyền mình chơi, lên thuyền mình đi con. Con lên được không? Con tự lên được không? Ai. Làm gì à? Lên là phá mấy cái nút đó. Gì? Đừng có giục cho banh xuống dưới nha, giục xuống là không có đường chơi luôn đó. Con ù qua coi, con ù qua coi. Chơi ù qua đi chơi. Con đi thuyền con gặp cô chú con ù qua làm sao? Ù qua làm sao? Ù qua. Ù qua làm sao? Hello đó, hello đó. Ủa qua coi. Ủa qua miếng coi, ủa qua miếng coi. Ủa qua đi con. Cá đâu, cá đâu. Mát quá trời hả. Quá mát luôn á. Cái này mình phải đeo cái mắt kiến vô mới hợp nha. Đừng có dục xuống dưới nha. No smoking nha. Trời ơi, con cầm cái bùng quẩy 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 kìa. Cái gì? Oops. Shoes đâu, shoes đâu. Shoes. Bỏ xuống đi dơ lắm. Bỏ xuống đi. Bỏ xuống đi con. Giấu hả? Đi giấu giày mẹ hả? Hả? Đi giấu giày mẹ hả? Giày dép mẹ hả? Đưa dép mẹ đi, cái dơ cái bộ đồ kìa. Đây. Đưa dép đây. Hi. Say hi. Say hi. Ngồi. Ngồi ngoài thuyền có chút xíu chạy chán quá chạy đầu đi vô của chú ơi. Nó đứng là nó nói đi đi. Giờ chạy ra đây.
Trời ơi, một ngày nay rất là relax luôn á, chỉ muốn ngồi ngoài thiền thôi luôn á. Rồi lên ghế ngồi để cô chú chụp hình. Lại lên. Chị đâu chạy? Mẹ đây ghế ngồi nghe. Cô chú con nó đi thênh thang nghênh ngang kìa. Đâu á? Chim chim chim. Vậy con mấy con chim, tại vì người ta dựng cái cây đó để cho mấy con chim tới ăn đó. Chim ở đâu từ bốn phương trời tới ăn cái đó. Không nhận hay thì cái chứ người ta biết chim. Chim nó đói á, thế là đi dựng cho nó ăn. I say, is that my gift? Ask him, is that my gift? Thought she was out here by herself. No, I'm here. Đó, cái ông đưa thư đó, ông không thấy Ngọc rồi đây. Ông nói trời đất ơi, tôi tưởng hồi nãy giờ nó đi ngoài đang mình đó chứ. Đó, người ta cũng qua mình, người ta cũng mấy lắm á. Họ hủy hoa kìa, tự động hủy hoa kìa. Hủy hoa đi con, hủy hoa đi con. Hủy hoa đi. Hủy hoa làm sao? Kỳ vậy hả? Kỳ đâu? Say hi, Lucky. Cái gì vậy? Xúc dép hả? Xúc dép. Mang vô đi. Đè cái chân vô. Nãy mẹ đè chân vô sao? Đè vô đi, cô tự đè vô đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống, mang vô. Đè cái chân vô. Hồi nãy mẹ đè chân vô sao? Đây, mẹ đè cho. Đứng em đây mẹ đè cho. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đè vô. Ừ đúng rồi. Đè vô. Ngồi xuống đè mấy cái ngón chân vô. Được rồi cô chú ơi. Gì nữa vậy? Cái camera này quay á, nói về cái độ mà sắc nét á, đâu có bằng sắc nét bằng camera kia. Nhưng mà nó quay nó zoom, cái zoom của nó với lại cái stabilization của nó thấy better. Cái mà chuyển động á, cái mà di chuyển á, với lại cái zoom nè, rất là tốt. Nhưng nó không có bị lắc. Không có bị thấy nó đỡ bị lắc hơn cái kia luôn. Nhưng mà cái hình nó thì cái màu không có được tươi như cái kia. Hồi bữa nhiều lúc quay bằng camera này có người nói là cái em chay nhìn không có da thịt, không có thần thái, không có tươi. Không biết có bị gì không? Có chứ. Tại vì mẹ chay không có đủ tiền mua camera xịn. Nên cái màu da chay không có được tươi. Nghĩ ra nó đang ngoài chơi mình vậy. Chơi vậy ngày đẹp trời mình ở nhà mình chơi chứ, mà còn mình đi vô mấy cái mo mình chơi trong đó làm gì giống con. Ngày đẹp trời mình chơi ngoài trời cho vui. Bước lên cục đá, đúng rồi. Good job Jady. You want some water? Ew, that's ew. Kêu nó ew cái nó bỏ tay ra này. Nhưng mà có muốn nước không? Hả? Muốn nước không? Uống nước không? Uống vào. Lại coi hửi hoa này, chay hoa thơm quá trời thơm luôn này chay. Đây con. Wow, cái hoa này thơm quá luôn, hửi thử coi. Hửi thử coi. Thơm không? Xạo quá, hửi tới xa không mà người ta hửi gần người ta mới nghe hoa thơm. Chim kêu kìa. Chim kìa. Wow. Chú ơi, ngay chỗ đó có một cái ổ chim á cô chú. Ổ chim á. Wow. Mẹ đang đứng mẹ quay ổ chim mà con đứng rồi con leo lên đó làm chi vậy chay? Trời ơi.
bị sắt cái trái nào phải không? Phải không? Chim. Sao? Chim, con nói đi chim. Đây đây đây. Chim. Chim đúng rồi. Chim. 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 Đúng rồi. Chim. Hôn em chim miếng đi. Ngon không? Ừ, rồi nó đưa chim ăn, hỏi ngon không? Ngon không? Ừ. Dạ. Sao? Mặt dính gì nè? Chim đâu? Ôm em chim đi. Ôm em chim đi. Trời ơi, nó đẩy con chim đi, nó kêu hù 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 đó. Y như lái xe vậy đó. Bùm bùm sao? Bùm. Bà đi lâu rồi, bà chưa bỏ mấy cái niệm lên cái ghế này hả trời hả? Mấy cây này chuẩn bị, cái này cây này chuẩn bị ra nè con. Thử rồi thơm không? Cái này để thử chứ không phải thổi đèn cày. Oh, đi lâu rồi, dậy rồi kìa. I've been looking for you. Hello. Say hi. Hey, mom, you got something for her. I got something. No, it's the purse. Yeah, come here. Hi. Hi. How are you today? Good, how are you? Not moving too fast today. Oh, wow. See, it's a necklace and a bracelet. Yeah, and look, you can open it up. See she here? Purse. Yeah, see? And you can put stuff on. Wow. For you. Yeah, thank you. Isn't she pretty? Wow. You can put your stuff in there. Get these glasses. Okay. Oh, can you say thank you? Yes. Thank you. Yeah. Okay. Here, put them inside the bag. Put them inside the bag. Put them in there. Yeah. They're yours. They're yours. You can have it. Put it in your. Put it on. Put it on. She thinks that she's gonna take it away. Here, it's all yours. Here, put it on your arm. Oh, yeah. Let me see. Says. I have to grow. Oh, two bigger. More bracelets. I have to grow bigger. You are fancy. And put them back in there. Put them on. One. Put it on. Put it on your hand. Put it on your hand, JD. She's trying. Put it on another hand. Oh, she wants to put them on and then, you know, that's how she likes the bag. In and out, in and out. Yeah, yes, sure. That's what she likes to do now. Yeah. Okay, all yours. Oh, yes. Yeah. Look at here. You can put fancy. It on your hand. Yeah. It's all yours. Oh, sweet. Tony. So what you got? I didn't know she let him in. I wonder who's yeah, looking yeah. for her. She's so pretty. Hi, buddy. Where'd you get that beautiful dress? Hi, buddy. Huh? You're so pretty. Yeah. You're so pretty. Yep, but you see. Let me see. Oh, look at here. I'll show you. Watch. Here. Yeah, see, it's not even close. One, I mean, it's one, kind of close, but not close. Two. Three. Yay! Whee! Yeah. One, two. One. One. Uh-huh. Oh, I bet you that's pretty. It. I'll be there. Look at her, she loves it. Everybody's dressed. You did good, Mom. Yeah. She loves it. You know, we were shopping and she goes, I'm buying this. Mm-hmm. I go, what are you buying this for? The girl next door. Say thank you, Dolores. One. Yeah, put it in there. Yeah. Nice. See, and it closes up. See? There. Oh, nice. You put it on your arm. Oh, cute. Yeah, she... Yeah. She's gonna she loves the idea hour. Work. Okay. She likes the idea. Alright, I gotta get some clothes. Let's do it again, JD. Okay, let's say, give it to me. Give me one. Okay, she said no. Wait, give me one. Oh, two. One, give two. Give it to Dolores. One. No, she says they're mine. Yeah. Yeah.
Can I hold one on my finger? Oh, you're very pretty. She's beautiful. I'll put it in there. Be careful. Just stick it down in there. One, two. Uh-oh, one fell out. Yeah, put it back in there. Put it back in there, JD. Put it back in. One. Two. Three. Then. Three. Good job, JD. They always like perfect. Okay, put it back in. They just like something. Take in. Take out. One. 100 times. Two. No, only one, not two yet. One. Just start over. One. Look at here. Look. Look here. See here. Pink. See pink. This is pink. Yeah. Pink. Pretty bracelet. Two. Yeah. Two. Exactly. You're right. And then where's the three? Then three. One, two, three, the five, one. One, two. Oh, it's a bracelet. Hi, JD. Now what? Hả? Giờ nó chưa chịu ngủ trưa nữa nè cô chú ơi. Qua kiếm đi đâu rệt nó hay gì? Hả? Đi đâu á? Đi đâu không? Đi qua nó nữa. Quái vậy?